mày. Không trách gì vậy? Chính là con trai. Ừ, em muốn đi nhà. Bây giờ chúng ta là ăn đang ngại, chúng ta là camera nè. Đạm số lên gì đi cười. Chạy đi thế hả? Thì chị con thấy nó sai này. Bây giờ nóng ạ, nó sẽ nhãn tịnh.